Jin Tuấn Kiệt và Puka ấn định thời gian tổ chức đám cưới, khách mời sẽ gồm những nghệ sĩ nổi tiếng nào? Theo một số thông tin, hôn lễ của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, cụ thể là vào tháng 11. Hiện tại thì hai nghệ sĩ chưa chính thức hé lộ về ngày giờ cụ thể cũng như là địa điểm sẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên trong đó chắc chắn sẽ có hôn lễ diễn ra tại quê nhà của cô dâu và chú rể. Jin Tuấn Kiệt và Puka có khoảng 4 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến đám cưới. Cặp đôi yêu đương trong âm thầm, không công khai, dù khán giả nhiều lần soi ra những tín hiệu tình cảm. Trong công việc thì Jin Tuấn Kiệt và Puka thoải mái đi show chung và gọi nhau bằng chị em với tư cách đồng nghiệp. Mặc dù vậy, ai cũng mặc định cả hai là một đôi. Đều là những nghệ sĩ có tiếng trong showbiz Việt, đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka dự kiến sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự như Trường Giang, Đại Nghĩa, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Jun Phạm, Mạc Quan Khoa, v.v. Đây hứa hẹn là hôn lễ rình rang của showbiz Việt vào cuối năm nay.